I live all my life feeling like I'm a dirt Cả on đời, tôi everybody's sống như một hạt bụi dưới chân người ta. feet. Được sống thật với mình là điều thật quan trọng đối với tôi. Chấp nhận rằng tôi là người gốc Hoa, nhưng tôi đến từ Việt Nam và tôi sống ở Anh Quốc. Đó chính là tôi. Tôi là Amy, tôi sinh ra ở Quảng Ninh. Tôi rời Việt Nam năm 1978. Tôi luôn muốn được là một cái gì đó. Tôi luôn muốn cảm thấy được thuộc về một nơi nào đó hay cái gì đó. Vì cả đời tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng. Ở Việt Nam, chúng tôi không được chấp nhận. Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng không thuộc về nơi đó. Còn ở Hồng Kông, họ cũng không muốn có chúng tôi. Và khi đến Anh Quốc, thì chúng tôi phải đối mặt với cái thái độ kỳ thị rõ rệt. Khi chúng tôi mới chuyển đến thành phố Leeds, người lớn ở ngoài đường quát vào mặt chúng tôi: "Bọn người Hoa, về nước chúng mày đi." Hay những câu kiểu như thế. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi muốn đi tìm bản thân, và khi họ bảo chúng tôi về nước đi, thì tôi tự hỏi, về nước là nước nào? Ông nội tôi là người Hoa. Ông sang Việt Nam vào những năm 1920. Ông là một lái buôn. Ông sang Việt Nam để mở cửa hàng. Cha tôi sinh ra ở Việt Nam và tất cả chúng tôi cũng thế. Khi ông nội tôi còn sống, chúng tôi có khá nhiều đất đai, nhưng do những thay đổi về chính sách của chế độ Cộng sản, chúng tôi mất phần lớn đất. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn một ngôi nhà to và vườn xung quanh để trồng rau. Tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ thì chúng tôi không có đủ gạo ăn từng bữa, cho nên chúng tôi độn thêm khá nhiều sắn và khoai lang. Mọi chuyện thì cũng ổn cho tới khoảng năm 1976. Chúng tôi bắt đầu bị kỳ thị ra mặt. Khi tôi đi qua chỗ những đứa trẻ khác, chúng thường nhạo báng tôi, rồi gọi tên thế nọ thế kia. Những người trước kia là bạn tôi thì dần dần cũng xa lánh hắt hủi tôi. Cha tôi là bác sĩ. Bệnh nhân thường tìm đến ông để khám bệnh, nhưng họ cũng dần dần mất lòng tin vào ông. Hồi đó, tôi chỉ biết chúng tôi là người Hoa do những câu mà mọi người nhạo báng, kiểu như, về nước chúng mày đi, chúng mày không phải là người ở đây, đồ chỉ điểm, hay những câu như vậy. Anh cha cả của tôi phải đi bộ đội, tham gia cuộc chiến biên giới. Đến kỳ nghỉ phép thì anh ấy về thăm nhà. Và đó là cái thời điểm mà chúng tôi rời Việt Nam vì cha tôi không muốn anh ấy quay lại đơn vị để đánh người Trung Quốc, sắc dân của chính chúng tôi. Và thế là chúng tôi đã rời đi lặng lẽ trong đêm. Cả nhà tôi có 9 đứa trẻ con, cùng với bà nội. Em gái út tôi lúc đó mới lên 3 tuổi. Khi cha mẹ tôi cưới nhau, họ được tặng một chiếc giường. Vậy là họ tháo giường ra và vác cả cái giường đi khi chúng tôi rời Việt Nam. Từ ngôi làng nhỏ, chúng tôi đi đến thị trấn Quảng Ninh. Ở đó, tôi nhớ là chúng tôi đã ngủ ở bến xe buýt, rồi chúng tôi lại bắt một chiếc xe buýt khác và lên tàu hỏa để đến Lạng Sơn. Chúng tôi đến một vùng đất kiểu như là đất vô chủ, đất hoang ấy ạ. Núi non chập trùng hai bên, có một đường rãnh ở giữa. Và thế là chúng tôi trú luôn tại đó. Chúng tôi ở đó vài tuần. Bởi vì Trung Quốc đã đóng cửa biên giới, họ không cho chúng tôi qua. Và chúng tôi cũng không được phép quay lại Việt Nam, vì nếu quay lại, chúng tôi sẽ bị truy tố. Tắm trại ở đó không hề có chỗ ăn ở, không có đồ ăn, không có nước sạch. Mãi về sau thì phía Trung Quốc cũng phân phát thực phẩm cho chúng tôi. Chúng tôi nhận được đồ ăn từ bên kia biên giới. Nhưng còn về nơi ăn ở thì thật là kinh khủng. Nó cứ như một khu rừng rú ở cả hai bên. Khi trời mưa thì ôi trời ơi, bẩn thỉu vô cùng vì mọi người đi vệ sinh ở cả hai phía, và khi mưa xuống thì những thứ bẩn thỉu cứ chảy vào giữa. Tuy nhiên, điều lạ là người Trung Quốc lại có hỗ trợ về thuốc thang cho chúng tôi.
vì sức khỏe của bà và em gái tôi yếu quá. Phía Trung Quốc cuối cùng cũng cho chúng tôi qua biên giới để vào Trung Quốc. Người dân địa phương không muốn biết đến chúng tôi. Thế nên chúng tôi chỉ túm tụm vào một khu vực toàn người Việt tị nạn với nhau. Và chúng tôi đi đến một vùng nông trường của Trung Quốc. Đất đai ở đây thì chưa bao giờ được canh tác, và cố gắng cày cuốc để chuyển chúng thành đất canh tác là một công việc thật là nặng nhọc. Họ cung cấp cho chúng tôi chỗ ở, nhưng chúng tôi chưa bao giờ hòa nhập với người dân ở đây cả. Chúng tôi bị cô lập và chỉ loanh quanh mấy người Việt với nhau. 6 tháng sau khi rời Việt Nam, ông bác tôi, được coi là khá giả giàu có ở Việt Nam, quyết định mua một chiếc thuyền đánh cá. Ông ấy đánh thuyền đi tới Bắc Hải và mời cha tôi và gia đình cùng đi Bắc Hải lên thuyền để đi tìm miền đất hứa. Tôi cũng chẳng biết miền đất hứa đó là ở đâu nữa. Nghĩ lại những gì chúng tôi đã trải qua, có lúc tôi tưởng như chúng tôi sắp phải bỏ mạng. Và tôi thấy mình thật là may mắn. Tất cả những người có mặt trên chiếc thuyền đều là người làng tôi ở Việt Nam. Tổng cộng là 127 người tất cả. Mà con thuyền thì không lớn, nó chỉ có một cái động cơ nhỏ xíu thôi. Tôi nhớ là trên thuyền, mọi người hay đánh nhau để tranh giành đồ ăn và nước uống. Thật là kinh khủng vì có rất nhiều vụ đánh nhau. Và còn có cả nạn cháy nữa. Một hôm, chúng tôi đi qua Macau và đêm đến thì có một cơn bão rất to ập đến. Con thuyền của chúng tôi chao đảo. Gần đó thì có một con thuyền đánh cá khác. Chúng tôi trả họ vàng để họ kéo thuyền chúng tôi ra khỏi cơn bão. Và thế là sáng hôm sau, chúng tôi cập bến an toàn tại Hồng Kông. Khi chúng tôi đến Hồng Kông, tôi nhớ là chúng tôi bị đối xử rất tàn tệ. Họ rất là thô bạo. Là những người tị nạn, chúng tôi bị đưa vào một nhà kho và chúng tôi nằm ngủ trên sàn nhà. Về sau này, tôi được biết đây là một trại tập trung cho tù nhân. Họ phát cho chúng tôi đồ hộp, nhưng chẳng bao giờ cho chúng tôi cái mở nắp cả. Thế nên mọi người phải mài hộp xuống nền nhà để mở nắp hộp lấy thức ăn và cảm giác thật là nhục nhã. Sau đó, chúng tôi được chuyển đến một nơi gọi là Tì Mùn. Ở đó, chúng tôi được tự do ra ngoài tìm việc. Và lúc đó, chúng tôi không còn cần đồ ăn viện trợ hay đồ phân phát gì nữa. Về cơ bản, chúng tôi có một cuộc sống độc lập. Thời gian đó, món ăn xa xỉ nhất của chúng tôi là mì ăn liền. Chúng tôi ở Hồng Kông khoảng 18 tháng, rồi các nước bắt đầu nhận người tị nạn. Thế là chúng tôi phỏng vấn xin đi tất cả các nước trong danh sách Canada, Mỹ, Thụy Sĩ, vân vân, nhưng chúng tôi trượt hết. Để được vào các nước đó, chúng tôi phải đáp ứng một số điều kiện mà chúng tôi lại không đạt. Nước duy nhất sẵn sàng nhận chúng tôi là Anh Quốc. Họ sẵn sàng nhận chúng tôi chỉ như vậy thôi. They seem to be happy just to take us as we are. Tôi không có tình cảm gì nhiều về Trung Quốc cả bởi vì chúng tôi chỉ sống ở đó một thời gian ngắn. Tôi có nhiều kỷ niệm về Việt Nam hơn. Tôi vẫn còn một ông chú sống ở đó. Một điều quan trọng đối với tôi là hiểu về gốc gác của mình, là Việt Nam. Tôi về thăm Việt Nam vài lần rồi. Mỗi chuyến về lại gợi nhớ cho tôi rất nhiều kỷ niệm, nhắc lại cho tôi cuộc sống trước đây ở Việt Nam ra sao. Và biết được ngày nay cuộc đời tôi được như thế này, tôi cảm thấy thật là may mắn. Khi chúng tôi đặt chân đến nước Anh, chúng tôi nhận được nhiều đồ viện trợ và quà tặng, và chúng tôi cứ ngửa tay chờ phân phát đồ. Tôi không muốn như thế cả đời. Tôi muốn là người cho đi. Và để trở thành một người cho đi,
thì bạn phải trở thành một con người khác hẳn. Bạn phải đứng ra chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn, tất cả các quyết định và hành động của bạn. Và hiện giờ, tôi khát khao được giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi muốn tận dụng khả năng của tôi, nhà hàng của tôi, các mối quan hệ của tôi để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Và hiện nay, trong lúc này, tôi muốn giúp trẻ em ở Việt Nam. Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ mong muốn được hòa nhập. Giờ đây, khi nhiều tuổi hơn, tôi nhận ra rằng điều đó chẳng quan trọng. Nếu chúng ta bỏ đi cái lớp da bên ngoài, chúng ta đều như nhau, thực sự là như nhau cả thôi. Vậy chúng ta có cần một cái tên gọi không? Chúng ta có cần phải được phân loại không? Thật sự là không quan trọng. Chúng ta thực ra chỉ là những con người đang cố gắng cùng chung sống. Cho dù chúng ta da đen, da vàng hay da gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng chút nào. Có lẽ nếu tôi không trải qua cơ cực, tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay.